áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hi guys, xin chào tất cả con, cô là Linh và hôm nay cô rất vui vì chúng ta lại có cơ hội được gặp nhau rồi. Và như con đã biết là chúng ta đang dừng chân lại ở Unit 2 với chủ đề là I'm from Japan. Và cô và con đã cùng nhau đi qua Lesson 1, bài đầu tiên của Unit 2 này. Và chúng ta cũng đã hiểu được câu I'm from Japan nghĩa là gì. Và ngày hôm nay cô và con sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp tục bài Lesson 2 của Unit 2 để xem được là cái bài Unit thứ 2 này có cái gì thú vị tiếp theo mà chúng ta cần khám phá không nhá. Và trước khi đến phần chính của chúng ta thì cô sẽ có một phần của chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại các cấu trúc câu mà bài Lesson 1 chúng ta cần để ý. Rồi, review Lesson 1. Và như con đã biết là trong bài Lesson 1 chúng ta tập trung chủ yếu là học về, ôn tập về các câu hỏi và trả lời về mẫu câu là hỏi người khác đến từ đâu. Vậy thì mình sẽ có cấu trúc câu hỏi người khác đến từ đâu thì là thế nào nhỉ? Where are you from? Where are you from? Và mình sẽ trả lời là I'm from. Và chỗ 3 chấm này mình sẽ cộng với tên một quốc gia. Ví dụ như có một người hỏi cô Linh là Where are you from, Linh? Lúc đấy cô Linh sẽ trả lời thế nào nhỉ? I'm from Việt Nam. Tôi đến từ Việt Nam. Rồi và bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đến phần chính của ngày hôm nay là bài Lesson 2. Và để trước khi có thể để học bài thứ hai này một cách hiệu quả hơn thì cô sẽ có một phần gọi là vocabulary, là về phần từ vựng để giúp của chúng ta có thể hoàn thành hiểu bài thứ hai một cách tốt nhất nhé. Rồi các con nhìn cho cô, đây là những bức tranh. Và các con thấy nó thế nào nhỉ? Nó khác hoàn toàn với những bức tranh của bài Lesson 1 cô cho các con xem. Nếu như các bức tranh của bài Lesson 1 chỉ đơn giản là chỉ về gì ạ? Chỉ về tên của quốc gia đấy. Nhưng mà trong bức tranh này của cô là nói về người của quốc gia đấy. Có nghĩa là chúng ta ngày hôm nay, những từ mà cô giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay sẽ là từ giới thiệu về người của quốc gia đấy thì như thế nào. Ví dụ chúng ta đến từ Việt Nam và chúng ta là người Việt Nam. Vậy đầu tiên bức tranh này các con nhìn chắc chắn đây là người Việt Nam rồi. Và người Việt Nam trong tiếng Anh thì mình sẽ dùng từ Vietnamese. Vietnamese. Và đến bức tranh thứ hai nào. Đây là trang phục truyền thống của Nhật Bản. Và đây là những người đến từ Nhật Bản. Trong từ nước Nhật trong tiếng Anh là Japan. Còn người Nhật trong tiếng Anh thì mình sẽ là Japanese, the Japanese. Rồi tiếp theo nào. Rồi đến từ Malaysia. Người đến từ Malaysia, người Malaysia thì mình sẽ dùng từ Malaysian, Malaysian. Và đây là người đến từ nước Anh. Và người đến từ nước Anh thì mình sẽ dùng, đây là người đến từ nước Úc. Và người đến từ nước Úc thì mình sẽ dùng là gì nhỉ? Australian, Australian. Tiếp theo nào. Đây là những người đến từ nước Anh. Và những người đến từ nước Anh thì cô giới thiệu cho các bạn. Và các bạn cũng tin chắc chắn nếu mà cô đưa ra từ này thì bạn nào cũng thấy rất là quen. Người đến từ nước Anh và là người Anh thì mình sẽ dùng là từ English, English. Và tiếp theo hình cuối cùng là những người đến từ nước Mỹ. Và người Mỹ trong tiếng Anh của chúng ta có từ American, American. Rồi đây là những từ vựng liên quan đến quốc tịch của mỗi người, là xem người đấy là người nước nào. Và bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến phần chính của ngày hôm nay thôi. Lesson 2. Và để bắt đầu bài Lesson 2 này thì cô mời con nhìn vào bài tập đầu tiên nào. Look, listen and repeat. Và bây giờ con sẽ cùng nhau nhìn cho cô một bức tranh sau. Và sau đó mình sẽ cùng nhau lắng nghe một đoạn hội thoại. Và cô và con cuối tập cuối cùng sẽ cùng nhau repeat lại, dịch lại đoạn hội thoại để xem là hai bạn, hai người trong đoạn hội thoại nói gì nhá. Và có thể thấy trong bức tranh ở đây là bạn Akiko đang nói chuyện với một cô nhân viên. Và bây giờ để xem được là cuộc hội thoại của giữa hai người là gì thì cứ mời con cùng nhau lắng nghe đoạn băng nhé. Look, listen and repeat. A. What's your name, please? My name's Akiko. B. Where are you from? I'm from Japan. C. What nationality are you? I'm Japanese. Alright, vậy là vừa rồi cô và con cùng nhau lắng nghe đoạn băng của bài tập đầu tiên rồi đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với cái nhiệm vụ thứ ba là repeat. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau nói nào. Đầu tiên cô nhân viên hỏi bạn đấy là What's your name please? What's your name please? Tên của con là gì vậy? Bạn ấy nói là My name's Akiko. Tên của con là Akiko. Và sau đó cô lại hỏi tiếp là Where are you from? Con đến từ đâu? Bạn Akiko nói là I'm from Japan. Con đến từ Nhật Bản. Và tiếp tục là cô nhân viên nói là
What nationality are you? What nationality are you? Là con là người quốc tịch nào? Có nghĩa là mình có thể hiểu câu này nghĩa là con là người nước nào? Quốc tịch của con là gì? Và mình xin cô bạn ấy trả lời là I'm Japanese. Con là người Nhật Bản. Rồi, và bây vừa rồi cô và con đã cùng nhau đọc và dịch nội dung của bài tập đầu tiên rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ hai để xem được là qua các bài tập đầu tiên này chúng ta có mẫu câu gì cần chú ý nhá. Phần thứ hai là sentence structures, là cấu trúc câu. Và con nhìn cho cô bức tranh cô đã chỉ ra đây. Đây là đoạn câu hỏi mà bạn, người nhân viên này hỏi bạn Akiko. Người nhân viên hỏi Akiko là What nationality are you? What nationality are you? Cái quốc tịch của con là gì vậy? Và bạn Akiko trả lời là I'm Japanese. Con là người Nhật Bản. Vậy khi mà hỏi có câu hỏi về quốc tịch của một người thì mình sẽ dùng cấu trúc câu sau đây ạ. What nationality are you? What nationality are you? Quốc tịch của cậu là gì? Và cái từ nationality này mình sẽ dịch là từ quốc tịch nhá. Ở đây có nghĩa là câu này muốn hỏi con là các con là người nước nào? Ví dụ là chúng ta là người Việt Nam này, ở người Mỹ, người Anh, người Nhật, người Hàn Quốc, người Malaysia, người Úc. Và mình sẽ trả lời là I'm và cộng với tên vào đây. Và mình những cái từ này là cô đã giới thiệu cho con rồi đấy. Ví dụ từ English, Japanese, Vietnamese, Malaysian, or like Australian. Đây là chúng ta sẽ cùng nhau viết những từ đấy vào trong đây. Rồi bây giờ để ôn tập lại cái cấu trúc câu hỏi về quốc tịch này thì cô mời con cùng nhau chuyển sang bài tập thứ 3 là bài tập Point and Say. Và con nhìn cho cô bức tranh thứ bài tập thứ 3 này có 4 bức tranh và con nhìn cho cô 4 bức tranh này. Ở dưới mỗi bức tranh đều là quốc tịch của từng bạn ở trên đây. Ví dụ như là bạn Nam này, quốc tịch của bạn ấy là Vietnamese. Bạn Linda, quốc tịch của bạn ấy là English. Và quốc tịch của bạn ấy là Australian. Và bạn Hakim, quốc tịch của bạn ấy là Malaysian. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm lần lượt từng đặt câu hỏi về quốc tịch của từng bạn dựa trên cấu trúc câu mà chúng ta đã được học. Rồi và bây giờ cô và con sẽ cùng nhau làm lần lượt từ câu A đến câu D nào. Câu đầu tiên, câu A ở đây mình biết là bạn Nam quốc tịch Vietnamese thì mình sẽ hỏi bạn thế nào nhỉ? What nationality are you? What nationality are you? I'm Vietnamese. Và đến câu B nào, bạn Linda quốc tịch của bạn ấy là English, là người English, là người Anh. Vậy mình sẽ viết đến đọc thế nào nhỉ? What nationality are you? What nationality are you? I'm English. Tớ là người Anh. Tiếp nào. Đến câu C ở đây, mình biết là quốc tịch của bạn ấy là Australian, là người Úc. Và mình sẽ hỏi là What nationality are you? I'm Australian. Tớ là người Úc. Và đến cuối cùng nào, đây là bạn Hakim. Và chúng ta đã biết bạn Hakim đến từ Malaysia. Và mình sẽ hỏi về cấu trúc câu về quốc tịch của bạn Hakim thì mình sẽ hỏi là What nationality are you? I'm Malaysian. Rồi và vừa rồi cô và con đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập thứ 3 là bài tập Point and Say. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đến với bài tập tiếp theo của Lesson 2 này nhá. Rồi bài tập thứ 4 ở đây của chúng ta là bài tập Listen and Number. Cô và con sẽ cùng nhau nghe một đoạn băng và trong đoạn băng đó nó sẽ có những đoạn hội thoại ngắn. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là dựa trên nội dung của đoạn hội thoại để đánh dấu số thứ tự xuất hiện của các quốc gia sau đây trong đoạn hội thoại. Và bây giờ để giúp con hoàn thành bài tập thứ 4 này thì cô mời con cùng nhau lắng nghe đoạn băng nhé. Listen and Number 1. Hello, I'm Hakim. Hi, Hakim. I'm Mai. Nice to meet you. What nationality are you, Mai? I'm Vietnamese. 2. Hello, I'm Linda. Hi, Linda. I'm Hakim. Nice to meet you, Hakim. Where are you from? I'm from Malaysia. 3. Hello, I'm Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. My name's Tony. What nationality are you, Tony? I'm Australian. 4. Hello, I'm Nam. What's your name? My name's Akiko. Nice to meet you, Akiko. What nationality are you? I'm Japanese. All right. Vậy là cô và con cùng nhau vừa cùng nhau là nghe bài này, đoạn audio, đoạn băng của bài thứ tư rồi đúng không nào? Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm lần lượt từng câu một và sắp xếp theo thứ tự đúng nhất nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau để xem là đoạn audio đầu tiên nói về quốc gia nào nào. Đoạn audio đầu tiên là của hội thoại giữa bạn Hakim và bạn Mai. Bạn Hakim hỏi bạn Mai là Hello, I'm Hakim. Xin chào, tôi tên là Hakim. Và bạn Mai
trả lời lại là Hi Hakim, I'm Mai, nice to meet you. Rất vui được gặp cậu. Và Hakim trả lời thế nào nhỉ? Hakim tiếp tục hỏi bạn Mai là What nationality are you, Mai? Mai ơi, cậu là quốc tịch của cậu là nước nào vậy? Bạn Mai trả lời là I'm Vietnamese, tớ là người Việt Nam. Vậy chắc chắn chúng ta sẽ điền số 1 vào đáp án B, vì đáp án B chính là quốc kỳ của Việt Nam, và đúng không nào? Rồi chúng ta cùng nhau đến với câu số 2. Câu số 2 đoạn hội thoại giữa bạn Linda và bạn Hakim. Linda hỏi Hakim, Linda nói với Hakim là Hello, I'm Linda. Và Hakim trả lời là Hi Linda, I'm Hakim. Chào Linda, đó tên là Hakim. Và Linda lại là Nice to meet you, Hakim. Rất vui được gặp cậu. Where are you from? Cậu đến từ đâu vậy? Và Hakim trả lời là I'm from Malaysia. Tớ đến từ Malaysia. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta đến đáp án số 2 này mình sẽ điền vào đáp án D. Đây là bạn Hakim và là quốc kỳ của Malaysia. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 3 nào. Câu số 3 đây là đoạn hội thoại giữa bạn Linda và bạn Tony. Mình để xem là bạn Linda và bạn Tony thì ở đây mình đã xuất hiện tên quốc gia nào nhá. Hello, I'm Linda. Linda giới thiệu mình với Tony và Tony trả lời là Hi Linda, nice to meet you. My name's Tony. Xin chào Linda, rất vui được gặp cậu và tên của tớ là Tony. Bạn Linda nói là What nationality are you, Tony? Quốc tịch của cậu là gì vậy, Tony? Bạn Tony trả lời thế nào nhỉ? I'm Australian. Tớ là người Úc. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án nào nhỉ? Cái câu số 3 này, thứ tự số 3 sẽ là đáp án A rồi. Và cô và con sẽ cùng nhau đến với câu thứ 4 nào. Đây đoạn hội thoại giữa bạn Nam và bạn Akiko. Bạn Nam giới thiệu mình với bạn Akiko là Hello, I'm Nam, what's your name? Xin chào, rồi tên là Nam và tên của cậu là gì vậy? Akiko nói thế nào nhỉ? My name's Akiko. Tên của tớ là Akiko. Bạn Nam nói thế nào? Nice to meet you, Akiko. What nationality are you? Xin rất vui được gặp cậu Akiko. Vậy quốc tịch của cậu là gì vậy? Và bạn Akiko trả lời là I'm Japanese. Tớ là người Nhật. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau điền thứ tư vào bức tranh C. Rồi cô và con vừa cùng nhau hoàn thành xong bài tập thứ tư là Listen and Tick. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến bài tập số 5 nào. Bài tập số 5 ở đây của chúng ta có đề bài là Look and Write. Cô và con sẽ cùng nhau đọc nhìn về bức tranh và viết. Và chúng ta sẽ cùng nhau viết theo form như thế nào ạ? Con nhìn cho cô bức tranh đầu tiên, người ta đã viết mẫu cho mình rồi. Đây là bức tranh về bạn Mai này. Và mình biết được là bạn Mai đến từ Việt Nam và bạn ấy là người Vietnamese, là người Việt Nam. Vậy nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải dựa trên vào tên của các bạn ấy và những thông tin chúng ta biết được về quốc gia cũng như là quốc tịch của bạn ấy. Và mình sẽ viết xuống các câu ở dưới này dựa trên cái form của câu đầu tiên. Rồi cô và con sẽ cùng nhau làm lần lượt từng câu một nhé. Câu số 2 này nói về bạn Tom. Và chúng ta đều biết là bạn Tom là người Mỹ. Vậy câu này mình sẽ viết thế nào nhỉ? Hello, my name is Tom. Tớ tên là Tom. I'm from America. Tớ đến từ nước Mỹ và I am American. Tớ là người nước Mỹ. Rồi đến với các bạn Linda. Chúng ta đều biết bạn Linda đến từ nước nào các bạn? Dựa trên những cái nội dung mà chúng ta học được ở bài Lesson 1 and Lesson 2 á, thông tin chúng ta biết được thì bạn Linda là người England, là người Anh. Vậy câu này mình có thể viết là My name is Linda. I'm from England and I am English. Rồi tiếp theo nào, xin chào, tớ tên là Linda, tớ đến từ nước Anh và tớ là người Anh. Và đến bức tranh cuối cùng là bạn Akiko. Và chúng ta đều biết bạn Akiko là đến từ Japan và bạn ấy là người Japanese. Vậy câu này mình sẽ viết thế nào nhỉ? My name's Akiko. Xin chào, tớ tên là Akiko, I'm from Japan. Tớ đến từ Nhật Bản and I am Japanese. Tớ là người Nhật Bản. Rồi bài tập này cũng là bài tập cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần tổng kết để xem được là qua bài lesson 2 này các con cần có cái mẫu câu gì cần phải chú ý không nhá. What have we learned today? Hôm nay chúng ta học cái gì nào? Đầu tiên chúng ta học về asking and answering questions about one's nationality. Chúng ta đã học về cách hỏi và trả lời về quốc tịch của một người. Và nó khác với cách hỏi và trả lời về nơi mà người ta đến. Nơi mà người ta đến từ. Rồi và đây cũng là phần cuối của bài học ngày hôm nay rồi. Cô mong con về nhà sẽ ôn tập thật tốt cho cô hai cấu trúc câu, hai mẫu câu mà chúng ta đã
hết sức quan trọng mà chúng ta đã học được từ bài Lesson 1 and Lesson 2. Đó là cấu trúc câu hỏi về nơi mà người ta đến từ đâu này. Và cấu trúc thứ hai là chúng ta hỏi về quốc tịch của một người nào đó. Và các từ vựng liên quan đến các tên các quốc gia này, tên quốc tịch mà cô đã giới thiệu cho con qua hai bài rồi. Và chuẩn bị thật tốt cho cô để chúng ta cùng nhau ôn tập ở bài Lesson 3 nhé. Xin chào các con và hẹn gặp lại. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.